Chị đây 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 chị đây đây chị lấy. Anh em á cả nhà, chặn cái chài mình ở đây nè. Rồi mình kéo cá hứng cá cả nhà. Hồi sớm thấy cá nhảy quá trời, anh em mình chặn chài. Giờ cũng đặc dính lắm á cả nhà. Từ từ nha. Lên đây, kéo lên. Nặng chỗ nào dướng cho nó, gỡ cho nó. Có bực đá này nè. Bực đá rồi. Nó ở dưới dữ lắm mà kìa lại. Ờ vậy, nổi đâu kìa. Cá dưới kìa. Ơi 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 ơi. Cá kìa mấy ông. Cá rồi, cá rồi. Nó lên ra đi. Nó dưới đây nè. Dưới cái nào mà gỡ cho nó. Ờ cà chốt lắm nha mấy ông. Cà chốt nè. Ừ ừ, lạnh cả nhà ơi. Phải được cái cho em mới được. Đưa vậy. Cá chốt cho lắm nha. Đó, đó, nha. Đó, đây. Đi đó đó. Đi cá chốt không à. Từ từ cá chốt lắm nghe không? Rồi. Bên đó nó có bực á. Lạnh lắm. Ồ cá chốt mạnh không mấy ông? Nè. Từ để gỡ nè. Cá chốt lắm đó. Cá chốt đó. Đó. Cá chốt. Ôi trời trời có mà dính luôn nè. Có phi. Vô mánh mấy ông ơi. Giữ ơi. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Gì? Dạ. Cá mì phi. Phi. Nè, ấy, trời nhảy kìa. Chậm chậm thôi anh em, chậm chậm thôi. Người hỏi vậy lực. Mà dằn chị được anh lực ơi. Mà dinh nè. Mà dinh nước này nè, trời ơi. Cá lộn rất cho lực coi. Phải không? Từ từ cái lực nó hở chị á. Lại sớm chặn chị ở đây vậy. Cái chốt không có bóp từ từ. Chết chưa rồi. Quá trời nãy giờ lâu lắm lâu mà. Khoan mà đừng vũ lên bà ơi vũ. Vũ lâu thật ơi nguyên một cái này rồi. Dữ lắm mày ba ơi. Trời ơi trời trời ra ngoài luôn trời. Thôi thôi. Thì cái chốt này đừng đạp. Ơi, cá cái gì? Rồi cá chê đây kìa. Có cá chê nữa hả? Có cá chê đây kìa. Không biết sao chứ tôi lạnh dữ lắm. Vô bắt là quá trời cả nhà ơi. Trời gỡ từ từ không? Cá chốt lắm nha. Ôi trắng cá nha cả nhà ơi. Cá chê nha trời ơi. Từ từ ra đừng nghịch nha. Trên cũng có nữa kìa. Nó dính nước luôn. Nước thì quá trời chảy luôn rồi sao bữa. Cái chèn ra. Ơi, cái chèn luôn. Ở nước suối mà. Lạnh trời. Cẩn thận nghe anh em. Trời lạnh này mà có ấy là ấy lắm á. Bác sĩ hả? Dinh quá trời bắt đi luôn xong anh. Cái anh nó mới ra được. Trời ơi cá chê nó ngon rồi mấy ông, cá chê vàng luôn nghe mấy ông. Cá nhỡ cá chê vàng nha. Vũ ra luôn nha. Vũ ra luôn. Trên còn nhóc trên luôn các mấy ông. Giờ này giờ này cả nhà biết có bao nhiêu mấy giờ chưa? Cái giờ này là 11 giờ mấy rồi. Thôi hai có chơi luôn. Hai con. Đã lắp đã. Cẩn thận rồi. Một cặp luôn rồi. Mình còn cái chài ngoài kia nữa, chài bự nữa. Còn chài bự mình đứng chăn cái miệng sống rồi nha mọi người. Ôi ơi trắng trơn luôn. Hai bà con luôn. Bên đây có nè. Có chừng ơi nghe. Cá chốt quá. Lắm rồi, từ từ đi. Ơi lên rồi nè. Ôi, chết luôn trời. Trời chết ngập. Rồi cá chốt. Biết
cái chơi dưới đi, để đâm à. Giờ này tốt nhất anh em đừng cho con nào chích nha. Cái lóc luôn nè. Cái lóc luôn vậy. Ê bây giờ mình nãy xong cái mình đặt cái lá lại cái mình qua vô cái bên kia ha. Thấy hàm quá trời ơi. À, nãy giờ anh em ngâm cũng cả tiếng hồ đó cả nhà. Nước nó chảy vàng suối luôn á. Cả nhà coi nè. Vì sao cá nó dính lướt là không bao giờ nó lên được. Quá trời nước chảy luôn. Cá chốt giờ sang. Sang. Quá im quê. Không có gì mà bằng cá ra nha cả nhà. Cá trên đồng nó xuống xong á. Mình canh mấy cái cá này. Hay cá chốt cá lăng gì vậy? Cá chốt. Chốt chút giấy đó. Chốt á. Hôm anh bị người ta nói không biết cái chốt. Cũng bị con cá đó đó. Thấy không? Anh liềm về anh hút nắm. Nó cá này là cá đậu mang. Cái giò sen nè. Cá đậu mang nè cả nhà. Kế bên là bàn chân của mình sang. Còn con cá chốt mà dưới giò nghe kỹ nha. Kỹ nghe không? Đậm chết rồi. Trời ơi. Mình căng lại đi, mình ra mình dỡ mấy cái xài bự quê. Đây, cũng có con ngập, con sống chứ không phải con nào cũng ngập. Trời, mình làm lại cái nữa đi. Có cái tùng á, chuyện nó xe được. Được dây ra xong rồi, lại. Lạnh lắm cả nhà ơi, cái này rất là khuya lắm rồi. Anh em đóng nọc chịu đó rồi. Kéo cái dưới này. Cho cái tùng xuống dưới đi. Xuống rồi, tùng xuống dưới dần đó. Kéo chân qua kia sang ơi. Cái chốt xuống dưới rồi. Không, cho ra ngoài chút xíu nữa sao. Mày anh cắm ra ngoài sao mềm mèo à. Miếng nữa đi. Ừ. Mày anh cắm mềm mà. Nước chảy dữ lắm chảy rồi. Ok đó. Rẽ cây nhỏ cắm này. Đó, mà ra miệng bọng mới giữ, mà bự mới bự giữ nè cả nhà. Rồi, mình qua cho cái chai bự coi nha. Rồi, đây là chân với ta. Gì? Đó gì? Gì xem? Gì? Cá gió rồi. Gió rồi. Còn nhái con ếch gì đó quê. Tán cá lóc 3 kg xỉu luôn quá. Rồi, mình lấy chài đi. Rồi, mình bỏ chài mình coi sao cho nó xuống kính nha. Khoan, bên kia còn trống rồi lại. Từ từ, bỏ xuống một lượt một. Ủa sao cái này mình chịu sao ta? Cái sao lực, gỡ cái này lực. Đi cầm chi rồi cho, cầm ngay cái thùng rồi cho. Rồi, đếm 1, 2, 3, bỏ xuống ngay anh em gỡ ra ngoài đi. Chịu nó dướng sang, không ngay sang. Đẩy xa xa ngoài đi. 1, 2, 3 xuống.
Rồi chết cỏ. Thôi ơi. Có lục bình nữa cả nhà ơi. Có cá lú đầu kìa. Chậm. Từ từ để cho nó kéo lên, nó không có đít á. Nước chảy nhiều quá. Tôi qua kia, qua kia. Qua nó luôn vậy. Cá nó phình lên mắc kẹt lú đầu kìa. Kéo dùng cái dùng cho nó ấp cái chì vô á ha. Nó mắc kẹt cái đầu kìa mấy ông. Dướng rồi. Trời lạnh. Dùng nó lại đi lại. Lạnh sang ơi. Rồi nước đạp cái văn ngoài kia nữa mấy không? Ê, cái đèn. Đưa đèn đây. Kéo lên đi. Chậm chậm thôi, dướng nó nào ngưng đó. Cái chốt mà sang cẩn thận coi sang. Ở ngoài sang rồi. Kia nặng nữa đừng lại thôi dắt lưới cá quá trời cá luôn phải không? Coi dưới cái cây bự lắm trời ơi, lấy luôn đi, lấy dùm củi luôn rồi gì bài sót ta, cây nó nhọn ghê trời. Ở ngoài hết ha, xong rồi xong lên đánh trong cạp cạp hả vậy lên xong ơi làm gì đó hả? Trời lên cá cháy lắm, cá là cá không? Rồi, trời, trời, nó, chói em lắm rồi. Nó ở ngoài đây là dục cái vợ luôn xem. Ở ngoài giữa bọng á. Cơm chài, cơm chài cao chừng á. Ai? Ôi trời. Cây đó đó. Cái cây lên nhầm củi luôn. Mình lại cái cây vậy đó. Cái tay cầm cái tay cẩn thận cái lực. Cá gì lắm cá nha. Rồi, lên lên. Cái gì kia đó? Cái gì nó dướng nữa ai? Có cái mà dính luôn kìa. Cái mà dính nó ngập chịu không lên, nổi lên mà lực. Tay đó cẩn thận. Từ từ. Cầm lại. Thôi có mà dính dốc chân kìa mấy ông. Từ từ. Rồi lên đi. Cái mà dính. Dữ lắm cây rồi. Cái mà dính dưới tùng kìa. Lắm cá luôn rồi. Lên lên bên vào lên lại coi. Đừng có bung ra. Bình vậy. Em đây nè. Trời ơi cái chà gì thấy ghê vậy. Cây dữ lắm rồi. Ê mình chụp cái đó nha, lên bầu đi, nó dướng đó. Rồi cá mà dính nhiều nha. Cá dính nhiều nha. Im im. Nhóc mà chờ mấy ông ơi. Một có mày dính. Mày dính ú ú không mấy ông ơi. Có cái linh nè, cái linh dưới cây. Gỡ cái lù cái nhà. Ba lại vũ hết trơn xuống. Có gì chị dưới ta? Chị công trình đó. Ủa sao dưới ấm hiểm mà lên lăn dưới hả? Cái khăn đâu, cái khăn, đưa cái khăn cho anh nè. Nè, quăng cổ đi. Có cái khăn 1-2 anh em hả? Cởi áo đi sang. Cởi áo đi, rồi quăng cái khăn vô. Xong rồi nè. Chị nhép hết trơn rồi. Để cho với chi ba không chậm luôn chứ không phải không chậm. Kìa khăn kìa, lao đi, lao đi mình đi. Có cái áo bên kia, lời ơi. Có cái áo bên kia, chơi xong mặc cái thay áo luôn đi. Ê, vô kia tắm luôn. Lấy cái áo rồi, cho ấy luôn. Lấy cáo kìa, giờ còn hai luôn kìa, lầu đang lấy mà. Còn nước tè le hết trơn luôn á. Ướt.
Thì hàng cái ngang đó làm cái bực nó bơm cá bơm nước ngoài nó làm cái bờ kè đó. Thằng thằng ơi con cá mà Vinh nó mập kìa mấy ông. Cắm 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 khăn lắm. Gì? Sao quấy đi? Thôi. Tắm lao chứ. Thảo là sao? Mày cởi cởi rồi. Nè, cởi mày cởi áo đi mày mặc vô đi xong. Nè, xem mặc áo này vô đi rồi xem xong. Ủa. Này có mặc cái khăn đi, rồi xong cái kia. Mày gỡ đi, gỡ cho xong rồi kéo đi lại. Tháo này, tháo đi. Tháo, tháo đi, để đang gỡ. Gió lạnh lắm. Ngày mai mày năm thằng nó bị cảm hết trơn là căng đó. Đi. Thấy đi, thấy đi, thấy đi, tao gỡ đi cho. Gỡ đi, không cái vô với anh em, mặn cá không cái được rồi. Con cá nó nhìn dưới sông, nhìn lên mắt nó quét ta. Cái mà Vinh mắt đâu quá. Bông bự mà nó hút mà. Thay đi, thay cái áo rồi đi, vô gỡ. Em gỡ luôn đi, vô tắm luôn. Để từ từ. Chị không chịu. Tàn nắng thì chứ. Chị này, công trình mà. Cái đường nước nhỏ mảnh vậy mà cá nhỏ. Từ từ, với chị không. Trời ơi, cái mà Vinh này nó mập rồi mấy ông. Nè. Nó mới đã đó, uống ngu ha. Cái này mà nướng cũng ngon nữa phải không? Chơi lúc dữ lắm chứ nè. Nó có xù cá mấy em ơi. Ở đây không có ấy, không có chọt cái ấy trời, cái chốt trời. Tại cống bự quá nó ra cống này. Này cá Vinh nhiều ha. Vinh nhiều. Cá linh kìa. Sặc. Ôi, cái sặc nó cũng mập lắm mấy ông ơi. Cái sặc nó tròn như vậy, cái bánh vậy đó. Mà trắng phiếu luôn. Chặt cái sặc này mà phơi khô cũng ngon. Cho mày dở lên, dở đi. Dục cái ghe xuống dưới ghe hả làm buông cái ghe lực dục xuống đây dục cái tùng thôi còn cái mặt cây giữ lại bỏ ngay đây là nó tan ra là tan chừng này chừng nó dướng chừng nó dướng á dướng này là không có tùng rồi tới đây có sao nó hút vô nó giỏi tới dưới đáy với là cái nó đựng lại hút ra kìa hay trời ờ cá dữ lắm cá ông ơi cá ra coi nhà ơi một năm có một lần thôi coi chừng cái chốt nó sang đi qua kia anh em ơi rồi sao qua đây được hay lại lúa qua khó đi lắm trời ý. Thôi lắm cá rồi nhào con hết trơn cả nhà ơi à, mình lấy mí đi lấy mí nào lấy mí từ từ qua lại ơi nãy giờ cũng tiếng máy ha lực tiếng máy rồi đó rồi đó ở trên đây hết rồi đó.
Rồi, âm thanh ánh sáng ba là xong. Ủa, ánh sáng chứ. Chờ lấy kỹ thuật. Lôi. Cái gì nữa xô quá phải không? Ghê vậy mấy ông. Linh nè, rô nè, chốt nè. Ý mà bữa nay mà cá nó nhiều vậy đó, vài bữa nó nước kém nữa, cá cỡ nào rồi. Vài bữa nước kém nữa, anh em mình rồi. Làm chiếc nữa ha. Tại vì anh em tính để sáng luôn cả nhà, nhưng mà thấy ghe xuồng á, bà con đi vô ra thôi, anh em ngủ. Ngủ đi quay tôi lụm sao quay, tôi mới tắm luôn. Lạnh dữ lắm, lạnh tôi mới lên đi. Lụm đi. Chút tắm nữa. Thôi mà tắm chung. Cá Linh. Ừ, cá Linh. Trời ơi, cá gô nó bự kìa sang hô. Đẹp má luôn ha. Cái này chạy này dữ lắm nhiều rồi mấy ông ơi. Trời ơi. Nhiều hơn chạy trước nữa. Một năm có một lần cả nhà. Ôi, chạy cua luôn nè. Chạy cua. Chạy cua luôn hả? Con gì chó hay gà. Cá chê kìa. Ơi, cá chê luôn kìa. Trời trời, cá lúa. Lúa một chà bá lúa. Lúa mẹ. Bá hả? Cá chê bằng chi vậy? Đừng sáng. Cá chê vàng. Cá chê. Ờ, mấy con cá trắng không sao, mấy con cá bị ngập, nghe cái sặc cái rô là tiêu hết quay. Cá chê nữa. Nha anh em, từ từ ha. Ha, nếu mà Vinh ngồi sống ha. Ừ, sống. Cá trắng thì nó không sao cả nhà ơi. Cá gỗ ngon đợi. Cá nào mà ngớp là không được là ngập hết. Chịu lắm cá ơi. Mằng cá tối nay chắc tới sáng luôn coi nè. Nhẹ giò thang, nửa xô cá rồi cả nhà. Đêm nay nó dành cho bằng cá, ngủ ít rồi nha anh em. Lấy giò ra, cái đạp. Rồi mình lên chạy kia luôn ha. Thôi mình dẹp luôn anh được ơi. Lấy ghe xuống. Đủ ăn rồi, anh em dữ lắm rồi. Được đủ ăn. Dữ lắm rồi. Gần đủ con khạp rồi. Đó này xong rồi. Mình gụt chạy bự mình lên luôn ha. Còn cái nữa chạy. Chạy chạy bự lên luôn đi. Quên nó chạy bự chạy. Đi. Đi. Đây cái ống bọc nước chảy cả nhà ơi. Vì sao con cá nào mà dính lưới sao chạy lên nổi. Xuống được rồi xuống luôn. Hãy xem đây. Từ nha. Ừ, xem đây, xem đi, tôi lột cái hầm luôn. Thôi, đây này chắc cứu rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, lúc lên được. Ây da. Ờ, lên đi, đi dẫn cho. Ây da. Ây da. Tôi dạy bự mình. Bắt cá này á, là một năm á, là không có bao nhiêu người bắt được ngay cả nhà. Chỉ có mùa nước lũ lúc mà nước giật thôi. Khoan, đi mờ ba mới được nha. Đợi xem. Qua lại, 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 lại. Nhúc cái cây bên kia nữa. Dướng hả? Một, hai, ba. Này luôn mới thấy anh em bắt cá kiểu này luôn á. Qua kéo cá lực ơi. Đối xô không chịu. Ừ. Bay xong. Có chuyện quá. Chiều bay xong có nhậu luôn rồi cả nhà ơi. Cái này nói chuyện dữ quá. Cá kìa. Cá phải dính kìa. Ủa? Cái bao mà. Ờ cá gì ơi? Dưới con sang ơi. Cái gì á? Đây lực. Chút lại cái sang hả? Cá ép. Cá ép.
cái mày dính luôn. Ê, từ từ sáng cá chốt cưng. Trời mát trời. Dữ lắm, mát hả lại. Gì vậy? Che vú. Gì? Xuống dưới đó lại. Sao? Sao sáng? Đừng thận, đừng lùng cái chạy nha. Nó chốt không á. Nhẹ thôi. Dạ. Lú đầu rồi, cái chốt. Ờ, cái phi bự. Phi dữ lắm, bự sang ơi. Ba dưới ngoài sang á. Sao sao vô nổi đó, nước đập dữ lắm đập. Cái thẳng thẳng lên lật đằng em mới thấy được lật để cá nó ra lật. Cá dữ lắm dưới đây nè. Phải không? Ừ. Thế từ từ đi. Dưới 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 lại. Dưới dưới lại. Thì nó rộng quá ha. Hồi nãy mình dùng ra xa xa ngoài được hết á. Rồi phải bắt lại. Từ 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 từ. Nước nước chảy lại nó bự nổi. Lắm cá kìa, trên kìa, nhìn lên trên kìa. Trời ơi, cá này ơi. Sao còn nữa lại? Khoan từ từ anh em ơi. Đâu, đưa cây đây, đưa cây đây. Nhìn nhìn cái cây tiếp. Nước đập. Lạnh lắm cả nhà ơi, giờ cái này lạnh lắm. Lâu, cho em luôn. Lâu, 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 lâu. Coi chừng dập cái tay chúng cá chốt. Dập nhẹ nhẹ, lật. Trời, trời, trời. Từ từ. Từ từ, từ từ. Lắm kìa chị sát bọn. Cái gì vậy? Rồi. Ô, cá nè. Mà chuyện cá gì bảnh kilo. Trời ơi, cá dốc trời mấy ông ơi. Đem đây luôn là cá. Đem lên bờ luôn ha. Đem kia kìa. Thôi cái này hơi nhiều hơn nãy đó mấy ông. Gì xong. Cái fan ơi. Fan ơi. Lần đầu tiên thấy bà xong té cả trời. Sập lỗ mà. Fan. Fan. Cầm đâu, đâu, cầm đây Fan. Chơi từ từ. Ủa cái đuôi quay bằng kia chờ bà. Fan ơi là Fan, đẩy cái thùng luôn rồi Fan ơi. Giật giật chứ không phải giỡn. Cầm cái đầu đi. Đủ xuống từ từ đi. Nếu mà cả nhà có đi ở miền Tây á, cảm nhận cái mùi gió bắc ở miền Tây cực kỳ cả nhà. Ở, hai ba con bự luôn mấy ông ơi. Trời ơi. Quá im mấy ông ơi. Không muốn công anh em mình chầm nước cả nhà ơi. Trắng cá vậy cả nhà thấy không? Cá thiệt chứ. Cái này á, mình đăng tới sáng là nhiều lắm á. Nhưng mà ghe xuồng á, bà con chạy tới luôn. Thôi anh em lúi, không có đặt đâu cả nhà ơi. Nhiều lắm mấy ông ơi, cái này cá bự không mấy ông ơi. Cái cống cống này là tàn cá vô phi, cái mày dinh không ha? Bên kia thì cá chốt. Mày dinh nhiều. Ôi, ô trắng cá chưa cả nhà ơi. Cá này cái nãy đó. Dữ lắm, dữ cây à. Dỡ lên, dỡ lên. Rồi lụm cá vô. Bây giờ cá chốt quá nha. Rồi, buông đi lại, buông đi sao? Con cua đó hả? Còn nó ngon ha. Còn nó nướng thứ gì chưa nổi hay sao? Quá trời trễ rồi cả nhà ơi. Thôi bây giờ cũng khuya rồi cả nhà. Anh em á, bữa nay cũng thu hoạch cũng được nửa xu cá. Đây cả nhà. Giờ mình vô bằng cá xong rồi mình ngủ ngày mai làm việc cả nhà ơi, giờ lắm trễ rồi. Bây giờ hẹn cả nhà clip sau nha. Anh em vô nghỉ ngủ đi. Chúc cả nhà có buổi sáng, buổi tối vui phiêu vui vẻ. Bye bye cả nhà nha. Ngày mới vui vẻ cả nhà ơi. Bye bye cả nhà.